Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp ráp tên lửa Sea Dragon lần trước nha. Ở lần mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp một cách cái hướng thôi, còn việc sáng tạo là do tùy mỗi người. Bạn có thể thơm hay bớt các bộ phận khác nhau, nhưng mà ở đây mình sẽ làm một cách tổng thể. Đầu tiên các bạn lấy ra cho mình hai cái thanh này, hai cái bình nhiên liệu vô trong một 6 quai nha. Ở đây mình dùng mặt đỉnh hết, không có dùng phiên bản mở rộng. Ở đây tầng thứ nhất mình sẽ lắp bê cái tầng như thế này. Đấy, bê cái tầng như thế này nha. Nó sẽ làm tầng thứ nhất cho tên lửa của mình. Sau đó các bạn lấy ra cái bình nhiên liệu nhỏ này, đặt ở phía dưới cho nó bo một cái cạnh như thế này. Thêm một bình nữa. Đấy, như thế này. Rồi tiếp theo các bạn lấy một bình nhiên liệu nhỏ nữa, đặt ở chính giữa luôn. Rồi xong rồi mình sẽ lấy cái khâu phiên dê ra để làm cái phần ở dưới động cơ của nó đấy. Mình sẽ xoay ngược nó lại nha. Mình chọn hết tất cả luôn. Rồi mình sẽ đặt nó trùng với lại cái chỗ bo góc kia cho nó hình nhọn nhọn xuống. Đấy, mình sẽ làm tương tự cho bên kia, xoay ngược cái khâu phiên dê này lại, cái mũi nhọn hướng xuống dưới. Rồi mình sẽ đặt cái này đối xứng với như cái kia bên tay trái của mình. Rồi mình sẽ lấy một cái động cơ đặt chính vô cho cái bình nhiên liệu nhỏ này nha. Tiếp theo mình sẽ để mình coi thử, mình sẽ lấy thêm một con viên dê nữa. Ở đây mình sẽ đặt nó. Đấy, đặt nó như thế này nha. Mình chọn hết tất cả đi, rồi mình đặt cái con viên dây này ở phía dưới, cho nó hình cái động cơ nó lia ra ở phía dưới, nó mở rộng ra ở phía dưới đấy. Tiếp tục cho bên tay phải của mình, hai cái nó đối xứng với nhau. Đấy, tiếp tục mình sẽ lấy con viên dây đặt tiếp nối với nó, cho nó tạo thành một cái hình nhọn nhọn đó. Đấy, mình lấy thêm một cái nữa, đặt cho nó ở phía bên tay phải của mình như thế này. Rồi mình sẽ đặt cái chính giữa này để cho nó chia hết cái khoảng trống đi. Mình chọn hết tất cả tên lửa đi. Đấy, ở đây mình di chuyển nó lên một chút. Rồi như thế này nha. Ở đây mình sẽ đặt bê cái động cơ cho nó. Đấy, nãy mình đặt một cái này, giờ thêm một cái này nữa là 2. Thêm một cái động cơ này nữa là B. B động cơ rồi mình kéo cái tên lửa mình xuống đặt ở dưới cùng. Bây giờ mình sẽ quay trở lên. Mình sẽ làm cho nó hai cái tên lửa phụ hai bên đấy. Đấy, bằng cách lấy ra một cái mũi nhọn này. Đặt nó vị trí này đi. Đấy, tùy theo mỗi bạn thiết kế nha. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cách tổng quát thôi. Bạn nào muốn làm cho nó đẹp thì có thể có nhiều cách khác nhau rồi. Tùy theo tính sáng tạo của mỗi người thôi. Rồi ở đây mình sẽ lấy một cái bình nhiên liệu nhỏ ra, đặt nó ở vị trí này, các bạn đặt đối xứng luôn nha. Đấy, đối xứng hai bên luôn. Rồi xong rồi mình sẽ lấy ra một cái động cơ đặt ở vị trí cây cái bình nhiên liệu đấy, nhưng mà thụt vô trong một chút đấy, cho nó lòi một nửa cái động cơ đây thôi. Ở đây nó bị thành lõm vô phía dưới. Bây giờ mình sẽ kéo cái bình nhiên liệu nhỏ này ra, rồi mình đặt lại là nó sẽ hết lõm rồi. Đấy, đấy, thỉnh thoảng thì nó vẫn hay lõm như vậy. Rồi đây là tầng thứ nhất mình xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ gắn cho nó cái RCX cho nữa, cho nó đẹp một chút. Rồi mình sẽ gắn cho nó hai cái dù, nhìn cho nó đẹp thôi. Bạn nào có thể dùng cách khác cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ làm tầng thứ hai, lấy ra hai cái separator này, đặt chồng hai cái này với nhau như thế này nha. Đấy, bây giờ mình sẽ làm cho nó ở cái tầng thứ hai. Lấy ra một cái động cơ. Rồi mình sẽ ở tầng thứ hai này mình dùng hai bình nhiên liệu nha,
hai cái tầng xếp nó chồng vào nhau đấy, mình làm hai tầng như thế này tại vì một chút mình còn chừa ở phía trên đỉnh đó làm cái mũi nhọn của cái tên lửa nữa. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó cái fairing, mình sẽ đặt hai cái separator này lên đấy. Về phần fairing lấy cho mình ra cái hai đấy, lấy cái mình kim mũi nhọn ở trên cùng đấy. Ở đây đầu tiên thì mình làm hai cái này trước đấy, mình lấy hai cái nhỏ này đặt ở phía dưới này trước đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy hai cái mũi nhọn nha, chọn hết tất cả luôn các bạn, lưới đặt xong các bạn chọn hết tất cả luôn nha. Rồi lấy thêm hai cái mũi nhọn, rồi mình sẽ đặt các cái mũi nhọn này chồng vào nhau như thế này. Lưới là khi các bạn đặt xuống thì các bạn chọn luôn nha, chọn cho nó có hình cái viền màu xanh nước biển ở phía ngoài đấy. Đấy đấy, cái này nó chưa cân xứng mà chỉ di chuyển nó vào. Đấy, đặt nó như thế này đi. Cái này cũng tương tự đối xứng với nhau đấy. Mình sẽ lấy thêm một cái mũi nhọn nữa đặt ở dưới này. Đấy. Đấy, đặt thêm một vị trí này nữa. Rồi. Rồi như thế này nha. Do cái khoảng mà mình lắp ráp lên nó hết rồi, nên là nó không có cho mình lắp lên phía trên nữa. Bạn này dùng phiên bản mở rộng thì có thể làm được đấy. Ở đây mình cũng làm tương tự như ở tầng thứ nhất, mình lấy ra hai cái mũi nhọn như thế này, đặt nó ở vị trí này đi, đối xứng hai bên luôn nha. Đấy, đối xứng hai bên thì tự nhiên cái này nó mất rồi. Rồi mình sẽ lấy ra hai cái bình nhiên liệu mình đặt vào như cũ như dưới cái bình dưới cái tầng thứ nhất đấy. Đấy rồi tiếp theo mình sẽ lấy hai cái động cơ nhỏ đây, đặt lấy vào vị trí này đấy, nó bị chi hết một nửa động cơ là được. Rồi ở đây mình sẽ tiếp tục gắn cho nó cái RCX cho RCX cho phía trên đi, lấy cái dù gắn vô nữa, tùy theo các bạn nha, các bạn muốn bỏ thì sao thì bỏ, không nhất thiết các bạn phải làm giống như mình 100% đâu. Rồi ở đây mình gắn cho nó thêm hai cái động cơ nữa đấy. Ở tầng thứ hai chúng ta có bề cái động cơ, cái tầng thứ nhất này chỗ này mất rồi, các bạn chọn và kiếp đây đặt lại đi đấy. Như vậy là tên lửa Sea Dragon đã xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ re thử cho nó các bạn coi đấy. Sau khi các bạn lắp ráp thì nó sẽ như thế này, thì các bạn không cần phải làm giống như mình 100% đâu, các bạn sáng tạo hơn một chút tùy theo các bạn thôi. Rồi bây giờ mình nhìn dưới động cơ thì nó hơi bị hở ở phía dưới này đúng không. Bây giờ mình sẽ quay trở lại, mình đặt cho nó chi kín hết luôn. Thì ra các bạn không, các bạn lắp ráp rồi các bạn đem ra phóng thì các bạn mới biết được mình lắp đúng hay lắp sai. Thì sau khi mình đem phóng thì mình thấy được là chỗ này nó hở nên mình quay lại mình sửa. Đấy, mình chi hết mấy cái chỗ cống này đi. Đây đủ rồi, khỏi chi nữa đi. Chỗ này còn hở một xí này. Mình sẽ chi cái chỗ này lại đi, đừng cho nó hở nó xấu lắm. Đấy, xoay ngược cái con video này lại. Ít khi mà mình lắp ra một lần là được không? Mình phải lắp rồi mình thử mới biết đúng hay sai. Rồi tạm thời như thế này nha, mình sẽ đem ra bộ phóng. Rồi mình sẽ mở hết động cơ này lên. Trước khi mở thì các bạn kéo cái thành lực đẩy nó nhỏ thấp xuống lại, kéo cái thành lực đẩy này nó nhỏ xuống rồi mình sẽ mở hết bê cái động cơ này lên, thì mình thử coi thử cái bê cái động cơ này nó đẩy được cái tên lửa này không. Mở hết bê cái động cơ luôn nha, đấy như thế này.
mở hết hai cái động cơ phụ lên luôn. Bây giờ mình sẽ tăng lực đẩy lên để xem thử là bê cái động cơ này đủ đẩy cái tên lửa mình bay lên hay không. Đấy, 100% nhưng mà nó vẫn chưa đẩy được cái tên lửa này. Mình sẽ quay trở lại, mình sẽ gắn cho nó thêm hai cái động cơ nữa. Các bạn ít khi nào mà các bạn lắp ra một lần rồi thành công được liền ấy. Mình lắp rồi mình ra mình thử thì mình mới biết mình thành công hay không. Ở đây mình sẽ bỏ hai cái động cơ này ở vị trí này nha, chú ý cái vị trí của nó đấy. Đấy, tổng cộng bây giờ 4 động cơ rồi, mình sẽ lắp cho nó một cái động cơ nữa là 5. Rồi, 5 động cơ. Rồi, mình sẽ đi ra bỏ phóng nha. Thật ra thì các bạn lắp thì ít khi nào mà các bạn thành công ngay từ đầu lắm. Mình phải ra mình thử rồi mình biết mình sai chỗ nào thì mình mới sửa lại được. Rồi, mình sẽ ra bỏ phóng. Hoàn chỉnh hết nha. Bây giờ mình sẽ hệ đặt đáy xuống, sau đó mình sẽ mở hết 5 cái động cơ này lên để xem thử là nào động cơ đủ đẩy cái tên lửa mình bay lên trời hay không. 1 2 B 4 5. Đấy, 5 động cơ hoạt động hết nha. Bây giờ mình sẽ đẩy lên. Đẩy hết, đẩy lên đi. Rồi, tên lửa mình bay lên rồi. Như vậy là 5 cái động cơ này đủ để đẩy được cái tên lửa Sea Dragon mình bay lên nha. Lúc trước mình lắp có bè cá là nó không đủ được bay đẩy, bây giờ mình lắp 5 cái thì nó sẽ đẩy cái tên lửa bay lên trời. Các bạn cứ lắp rồi các bạn sai thì các bạn mới biết, các bạn sửa lại. Ít khi nào mà mình lắp một lần mà thành công thì mình cũng không, các bạn cũng không cần phải lắp ráp cái tên lửa đúng 100% khi như mình đâu, tùy theo cái độ hiện tại của các bạn sẽ lắp thôi. Có khi các bạn lắp tên lửa đẹp của mình nữa. Bạn này dùng cái, bây giờ mình sẽ tách tầng đây nha. Tách đi. Ây, khi mình tách thì nó không có hiện cho cái tầng thứ hai, mình nó hiện cái tầng quốc đi như thế này. Thì các bạn mở cái bản đồ lên, zoom to lên, chọn cái tầng thứ hai. Đấy. Hiện tại thì tầng thứ hai của mình nó là không có điều khiển được, là do lúc trước mình quên lắp cái hệ thống điều khiển cho cái tên lửa. Bây giờ mình sẽ quay lại, mình bỏ cái hệ thống điều khiển cho nó vào. Ở đây tầng thứ hai mình thiếu cái hệ thống điều khiển đấy. Thiếu cái hệ thống điều khiển thì các bạn không thể nào mà điều khiển được cái tên lửa của mình đâu. Mình về phần order này, mình chỉ về phần order nha. Mình lấy cái bộ phận điều khiển đặt cho nó vô cái tầng thứ hai. Đấy, chọn hết tất cả, lấy cái phần điều khiển này ra, đặt về vị trí này cũng được. Ở đây mình đặt ở vị trí này đi. Đấy, mình sẽ đặt đối xứng hai cái hai bên để cho nó cân bằng cái tên lửa của mình. Đấy, như vậy là tên lửa của mình đã hoàn chỉnh luôn đấy, hoàn chỉnh 100% luôn đấy. Các bạn có thể dựa theo mình và làm y như mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.